Vốn sai lầm hội gái ế hay mắc ngày Valentine, điều thứ ba cực kỳ nghiêm trọng. Mua sắm giày khuây, liên lạc với người yêu cũ hay suy nghĩ tiêu cực là những sai lầm vô cùng ngu ngốc mà có thể hội gái ế có thể mắc phải trong ngày Valentine. Hàng năm, thế giới dùng ngày 14 tháng 2 để tôn vinh tình yêu và gọi đó là Valentine. Vào ngày đó, thật dễ dàng để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn được trải qua một ngày Valentine ấm áp bên người mình yêu. Đặc biệt, với những hội gay ế độc thân thì ngày lễ Valentine chắc hẳn sẽ có chút chạnh lòng và sẽ tìm cách giải khuây cho mình. Sự phát triển của mạng xã hội với những hình ảnh lan truyền mạnh mẽ sẽ càng khiến những người còn độc thân cảm thấy cô đơn và buồn hơn. Tuy nhiên, cũng đừng vì cô đơn mà các bạn gái độc thân mắc phải những sai lầm sâu trong ngày lễ tình nhân. 1. Mua sắm giải khuây. Không thể phủ nhận việc mua sắm với nhiều chị em làm giảm stress khá tốt. Tuy nhiên, đã có một số trường hợp khi người tay trong tay hạnh phúc và các cô gái chỉ có một mình, họ đã sa đà vào việc mua sắm vô tội vạ. Có thể lúc đó bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng đây cũng là một cách để làm mình vui, để không khiến mình cảm thấy buồn trong những ngày mà họ có đôi có cặp này. Nhưng hãy nghĩ về hậu quả khi ngày Valentine qua đi là lúc bạn phải đối diện với những hóa đơn tài chính bị thâm hụt, lạm phát. 2. Suy nghĩ tiêu cực. Ngày lễ Valentine là để tôn vinh tình yêu, chứ không phải một ngày làm tổn thương, hủy diệt những tâm hồn cô đơn. Các cô gái đừng nghĩ mình kém may mắn hay cô độc, chỉ đơn giản là tình yêu vẫn chờ bạn ở đâu đó mà thôi. 3. Liên lạc với người yêu cũ. Đó là một điều vô cùng tệ hại. Trong một ngày dành cho tình yêu, việc chưa thể có ai đó nắm lấy tay mình cùng đi dạo sẽ khiến bạn nghĩ về người yêu cũ. Thậm chí một số người sẽ liên lạc lại và đề nghị một cuộc hẹn vào đúng hôm đó. Việc làm đó hoàn toàn không đúng và không nên. Nó chỉ giúp bạn xua đi cảm giác cô độc tạm thời, khiến bạn thấy mình không kém ai cả. Nhưng sau tất cả, mọi thứ sẽ cực kỳ rắc rối và khó khăn hơn cho bạn. 4. Hận thù ngày Valentine. Một số người trẻ dễ phạm phải sai lầm, ghét bỏ ngày lễ dành cho tình yêu này chỉ vì đơn giản mình còn cô đơn. Không có lý do gì để bạn ghét bỏ hoặc nguyền rủa nó cả. Hãy coi nó đơn giản như bao ngày khác trong năm. Và đừng kỳ thị hay nói ra những lời cay nghiệt về ngày đặc biệt này chỉ vì bạn thấy mình cô đơn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Giá hoa hồng cao ngất ngường trước ngày lễ tình nhân. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày Valentine 14 tháng 2, ngày lễ tình nhân. Giá hoa hồng tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cao ngất ngường. Sáng ngày 12 tháng 2, phóng viên có mặt tại phố Hồ Thị Kỷ, quận 10 là phố hoa bán sỉ lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh đã thấy hoa hồng chiếm lĩnh các cửa hàng so với bao loại hoa khác. Các tiểu thương nơi đây nhạy bén với thị trường, nhập về tràn ngập các loại hoa hồng phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp lễ tình nhân 14 tháng 2 tới. Anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ một cửa hàng hoa cho biết, cửa hàng của gia đình anh ngày thường bán nhiều loại hoa. Tuy nhiên, chuẩn bị tới ngày Valentine, anh chỉ nhập về mỗi loại hoa hồng. Hoa nội địa thì mua từ Đà Lạt, còn hoa ngoại nhập của Pháp, Colombia, Ecuador. Nhà anh Hoàng chỉ chuyên bán sỉ cho các cửa hàng hoa trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận như Bình Dương, Đồng Nai. Ngày thường, giá bán hoa hồng Đà Lạt dao động khoảng 3.000 đến 5.000 một bông. Hồng nhập ngoại tùy loại khoảng 20.000 đến 50.000 đồng một bông. Tuy nhiên dịp này, giá bán đã tăng gấp nhiều lần. Hồng Đà Lạt 8.000 đồng một bông, hồng ngoại giá 70.000 đồng đến trên 100.000 đồng một bông. Đây là giá tôi bán cho các shop hoa, họ mua nhiều. Mỗi ngày tôi bán hàng nghìn bông, chứ nếu tại các shop, giá còn cao hơn rất nhiều, anh Hoàng cho biết thêm. Chị Mai, tiểu thương bán hoa, chỉ vào mấy giỏ hoa cho biết. Mặc dù không khan hiếm hàng, nhưng vừa Tết Nguyên đán xong, lại tới ngày lễ tình nhân, nên giá hoa hồng khá cao. Ngày thường, mỗi giỏ khoảng 20 bông hồng Đà Lạt chỉ có giá hơn 100.000 đồng, nhưng hôm nay đã tăng gấp đôi. Còn các loại hoa hồng ngoại nhập thường có giá trên 1 triệu đồng, thậm chí vài triệu một giỏ, nhưng vẫn được khách hàng lựa chọn. Một phụ nữ ở quận 5 cho biết, ông bà đi mua hoa cho con tặng bạn nhân ngày Valentine, cứ lựa đi lựa lại nhưng chưa được giỏ hoa nào ưng ý. Bà khách băn khoăn vì giá hoa cao quá, lại không được đẹp. Như giỏ hoa 2 tầng khoảng 50 bông hồng
được chủ cửa hàng hét giá 550.000 đồng hay giỏ bé hơn cũng từ 300.000 đồng một giỏ. Trái ngược lại với thị trường hoa hồng đắt đỏ, tại một số cửa hàng hoa chuyên bán sô-cô-la khung cảnh điều hưu vắng vẻ, một chủ cửa hàng trên phố Lê Lai quận 1 cho biết, hai năm nay hầu như mua sô-cô-la của giới trẻ giảm mạnh, vì vậy cửa hàng cũng không chú trọng nhiều vào việc sản xuất, nhập khẩu các mẫu sô-cô-la phục vụ dịp lễ tình nhân. Bùi Thế Quang, sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thay vì tặng quà sô-cô-la cho người yêu dịp Valentine, giới trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hiện ưa thích việc nhân dịp lễ đưa nhau tới các tụ điểm vui chơi, đi xem phim và quán cà phê, quán ăn. Vì vậy, nhiều cửa hàng kinh doanh cà phê, ăn uống dịp này đưa ra các chương trình giảm giá, khuyến mãi đặc biệt thu hút các đôi tình nhân, các bạn trẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhẫn kim tiền, nhẫn lông voi giá rẻ, giao bán rầm rầm cận ngày vía thần tài. Sắp đến ngày vía thần tài, ngoài vàng nhẫn 4 số 9 thì các loại nhẫn kim tiền đồng thau mạ vàng hay nhẫn lông voi có giá chỉ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng được giao bán nhiều trên chợ mạng và được người mua săn lùng. Theo một giao bán giới thiệu, nhẫn kim tiền đồng thau mạ vàng 10K được làm từ đồng nguyên chất bền màu vĩnh viễn, không bị phai màu, lại tốt cho sức khỏe. Nhẫn kim tiền là loại nhẫn có thiết kế những đồng xu nối kết lại với nhau. Khác với những loại nhẫn thông thường, nhẫn kim tiền không chỉ có tác dụng làm đẹp mà nó còn có ý nghĩa phong thủy với khả năng mang đến may mắn, tài lộc, tiền tài cho người đeo, người bán hàng quảng cáo. Ngoài ra, để thu hút người mua, người bán hàng còn giới thiệu thêm hình ảnh đồng tiền vàng là đại diện cho tiền bạc tài lộc. Tuy nhiên, loại nhẫn này là bao gồm rất nhiều các đồng tiền vàng nối tiếp với nhau, không có điểm đầu và điểm cuối, tượng trưng cho phú quý liên miên, không có điểm dừng, hay thần tài luôn theo gia chủ, mang lại tiền tài may mắn cả năm. Một giao bán khác về nhẫn lông voi vàng 10K giới thiệu, ngoài sự may mắn trong hôn nhân, tình duyên, nhẫn lông voi còn mang lại sức khỏe, tránh cảm, tránh gió. Bởi vậy hàng năm, mỗi người đều tìm mua một chiếc nhẫn lông voi cho mình để lấy may. Giá mỗi chiếc nhẫn lông voi được bán với giá 330.000 đồng. Người bán cam kết nhẫn vàng 10K chuẩn đủ tuổi và có giấy chứng nhận đi kèm. Tuy nhiên, theo chủ một cửa hàng chuyên kinh doanh vàng bạc ở Hoàng Mai, Hà Nội, thì hiện trên thị trường, nhẫn lông đuôi voi đang bán có hai loại là nhẫn vàng và nhẫn bạc. Nhẫn lông voi vàng thì có hai loại là vàng trắng và vàng tây. Người mua thường thích nhẫn vàng tây hơn. Giá nhẫn lông voi vàng trắng và vàng tây tương đương nhau. Theo đó, tùy vào trọng lượng vàng mà nhẫn có các loại giá khác nhau. Nhẫn lông voi vàng 18K hàng chuẩn có giá từ 2,4 triệu đồng trở lên một chiếc. Có chiếc giá tới 4 đến 5 triệu đồng, tùy vào kiểu dáng, trọng lượng, thậm chí có chiếc nhẫn lông voi giá vài chục triệu nếu có gắn thêm đá quý. Cũng theo chủ cửa hàng vàng bạc này, hiện thị trường đang giao bán thêm hai loại nhẫn vàng lông voi là vàng Mỹ Ký và vàng non tuổi, chủ yếu là Mỹ Ký và vàng 10K. Giá nhẫn lông voi vàng 10K giá khoảng 800.000 đồng một chiếc, còn nhẫn lông voi có giá vài chục ngàn đồng đến 300.000 đồng thì toàn là hàng Trung Quốc nhập về nên mới có giá rẻ như vậy. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thời sự Online. Sau đây là nội dung chi tiết. Vừa cưới nhau được 3 phút đã ly hôn ngay lập tức. Một cặp đôi ở Kuwait đã đường ai nấy đi khi vừa kết hôn được 3 phút. Đây thực sự là cuộc hôn nhân ngắn ngủi bậc nhất trong lịch sử quốc gia Trung Đông này. Mới đây, màn kết hôn, ly hôn chớp nhoáng bậc nhất lịch sử đã diễn ra tại Kuwait khi một cặp đôi mới cưới yêu cầu hủy hôn dù chỉ vừa nói lời thề nguyền chung thân đại sự vài phút trước. Cụ thể thì gặp tân lang tân nương này vừa mới ký giấy kết hôn trước mặt một thẩm phán thì cô dâu vô tình vấp ngã. Tuy nhiên, thay vì giúp đỡ cô dâu, chú rể lại bật cười chế giễu và thậm chí còn gọi cô dâu là đồ ngốc. Điều này khiến cho cô dâu vô cùng tức giận và cảm thấy mình bị xúc phạm. Chính vì vậy, cô này đã lập tức quay trở lại để yêu cầu thẩm phán hủy bỏ cuộc hôn nhân của mình. Và như vậy, thời gian cặp đôi này nên duyên vợ chồng chỉ diễn ra trong vòng vỏn vẹn có 3 phút. Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã tỏ ra đồng cảm với cô dâu. Có ý kiến cho rằng, nếu ngay từ lúc ban đầu anh ta đã hành động như vậy thì tốt hơn hết hãy rời bỏ anh ta. Trước đây cũng từng có một trường hợp kết hôn chớp nhoáng tại Dubai khi cô dâu chú rể ly dị sau khi làm đám cưới được 15 phút. Tuy nhiên,
Thành tích này tại Dubai chắc chắn cũng phải chào thua cuộc hôn nhân 3 phút diễn ra ở Kuwait. Theo các báo cáo thì tỷ lệ hôn nhân chớp nhoáng tại Kuwait cũng xảy ra rất phổ biến. Nguyên nhân xuất phát từ việc chính phủ nước này có nhiều hỗ trợ tài chính và các khoản vay ưu đãi cho các cặp đôi mới cưới. Chính vì vậy, đã có nhiều trường hợp kết hôn để hưởng lợi, rồi sau đó mối quan hệ lợi ích này cũng nhanh chóng kết thúc trong cảnh đường ai nấy đi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Thời sự Online để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!